Hello các bạn, hôm nay chúng ta sửa một bộ micro. Sửa xong bộ này thì tiếp tục mình lại làm băng cối. Mình sẽ làm cho những cái băng cối này. Nhiều băng cối quá, thời gian chờ đợi cũng khá lâu cho nên là hàng thì nhiều, thật sự là nhiều, quá nhiều luôn. Và bây giờ là mình có sửa từ bây giờ đến Tết, hết Tết Nguyên vào đến Tết Nguyên Đán chưa chắc đã hết cho nên đang phải cố gắng căng sức, không có thời gian nghỉ ngơi để cho phục vụ bà con cho nó đến nơi đến chốn tận tình. Hiện trạng mic vẫn hoạt động tốt, đang mắc bệnh sôi hoặc xoẹt lên, kể cả không kết nối tay mic đó các bạn nhé. Bệnh này là bệnh con này gửi có một tay rồi. Sôi nền thì nó là đặc trưng của Shure UX89 rồi, 890 rồi. Và chiếc này là UX8 các bạn nhé. Chính vì cái bộ này nó bệnh nó đơn giản, thành ra là mình sẽ sửa nhanh cho khách. Bởi vì hàng đợi nhiều quá, mình phải lựa chọn những cái nào mà nó đơn giản thì giải quyết trước. Nào xem khách có để pin biết ngay mà lại để pin đầy rồi. 128. Mic này thì vẫn còn đang rất là đẹp các bạn ạ. Tay nói chung cái tay của mic UX8 này thì nó ít hỏng lắm. Chỉ khó khi nào các bạn không biết cách dùng thì nó mới hỏng thôi, còn thật sự là nó rất ít hỏng. Nào, mình vào nguồn chúng ta test thử nhá. Nào các bạn ơi, mình đã vào nguồn 12V này này, chúng ta on lên này. Úi giời, quật hết hai kim luôn. Ô, cái sôi này nó lạ nhá, nó không như sôi bình thường nhá. Nếu mà sôi bình thường thì nó sẽ không bị hiển thị các bạn ạ. Sôi nền ấy là không bị hiển thị, nhưng mà cái sôi này nó là hơi đặc biệt này. Nào mình sẽ lên âm ly và khả năng là mình sẽ cái tiếng này thì nhỏ volume xuống, không nó sụp ra loa này, nó làm sập vào ra loa này. Đấy, có tiếng sôi này, xoẹt xoẹt này. Nào nên mình biết bệnh ở đâu rồi, sôi này thì biết bệnh ở đâu rồi. Bên này thì có tiếng nhưng mà ít hơn này. Bệnh này là nó nằm ở công tắc chuyển mạch các bạn nhé. Khả năng cao là con công tắc chuyển mạch đã bị chạm vào nó, hoặc là con tụ lọc xung tại chân của công tắc chuyển mạch nó bị hư hỏng. Công tắc chuyển mạch 4066 nó sẽ có một con tụ đi qua con 104 này, bốn cái chân in và out nó đi qua con 104, con điện trở 104 và nó dập xuống đất bằng một con tụ 4,7mm 50V. Thì con tụ 4,7mm mà đứt, tức là nó khô quá, nó không dập được tín hiệu thì nó nhồi qua con 104 này, nó chạy qua 104 kia, nó đưa ra ngoài thì nó bị xung như này. Đấy là trên lý thuyết là mình nghĩ là như thế. Cái tiếng xì này các bạn thấy giống tiếng xì khi mà tivi ngày trước, tivi mà nó không bắt được, tivi CRT mà nó không bắt được sóng là nó cứ xì 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 xì. Cái này là tiếng sôi của sóng mang các bạn nhé. Rồi ok, bây giờ mình đi tụ suất âm ra nguồn, sợ không làm oách phát. Rồi bây giờ là đối với cái này, nói chung là mình sửa micro Shure UX8910 này thì những bạn nào mà đang xem kênh của mình thì hầu như là các bạn biết bệnh nó nằm ở đâu rồi. Nhưng mà một số bạn có thể là khách mới, bởi vì trong tháng 10 vừa rồi lên số lượng tăng đột biến, số lượng khách mới vào chợ vào xem. Và chính vì số lượng khách mới vào xem nhiều cho nên là khả năng bộ này mình cũng nói chi tiết một chút. Nói chi tiết một chút để cho các bạn có thể nắm được lỗi nằm ở đâu nhá. Ok, bây giờ mình đi tháo đầu thu. Đây các bạn ơi, đây là ruột gan của một em Shure X8 này. Con này là IC5 chứ không phải IC đứng nhá. Và đây những cái con tụ nhôm này là những cái con tụ mà nó dẫn đến hư hỏng mà là sôi nền. Nhưng mà nếu mà sôi nền không hiển thị thì nó sẽ là bị những con tụ ở ngoài này. Đấy, còn nếu mà sôi nền mà hiển thị thì là nó bị những con tụ ở trong này. Đấy, tức là có hiển thị thì con bị những con tụ trong này, bốn con này. Và bây giờ là bên này đang hiển thị này, chúng ta sẽ đo nguồn trước để tìm ra xem có phải lỗi là do con tụ đấy không nhá.
Nào, bây giờ mình sẽ quay máy rộng lên để cho không biết là quay cái góc rộng này thì các bạn nhìn có rõ không, nhưng mà mình thì mình xem camera mình cứ sợ là các bạn không nhìn rõ, bởi vì quay gần hơn thì các bạn nhìn rõ cả linh kiện. Đây nhá, chúng ta sẽ đo tại chân con tụ này. Về bên này đang bị này. Đấy, bên này đang hình như là có gì sai sai, chưa cặp mát. Nào, mình cặp mát vào đây này. 7805, nào, cặp mát này. Có 4V nhá, vậy là con này lọc nguồn không tốt này. 4V này. À, để xem nguồn nó là bao nhiêu, biết đâu là 8V chẵn. 9V thì nó phải lên 4,5V thì lọc nguồn mới là đủ nhá. À, đây nó gọi là mát ảo, tức là cầu chia điện áp mát trên và mát dưới. Con này còn được có 1,7V, 1,6V này, con này chắc chắn bị hy sinh này. Đó. Đầu tiên là ôi cái gì đây? À, Thạch Anh. Bác nào bác ơi, bôi silicone một kinh nhá nhỉ. Thạch Anh chọn lọc tần số đưa xung về của 393 để hiển thị gọi là trên mặt máy. Đây các bạn này, bây giờ là hai bên nó đều lên AF rồi. Nào, cái công tác chuyển kênh này xem nó có ăn nguồn không nào. Nếu mà nó có nguồn sẵn thì cũng là không được nhá. Đấy, các bạn này, chưa bật mic mà đã có 5V là vứt đi này. Như này là có nghĩa là nó đã mở sẵn cho công tác chuyển mạch. Khi mình tháo máy mình thấy ở trên vỏ máy đến 3-4 loại ốc. Ở cái bộ mic này nó chỉ có hai loại, một loại ốc to vào đây, một loại ốc nhỏ đây, nhưng hiện tại tháo bộ mic này ra 3-4 loại ốc. Cho nên là khả năng là cũng đã có thợ sửa. Nguồn đây hàn cái kiểu này mà nó lại lúc lắc nó lại gãy ra thì đúng là vứt đi luôn này. Nào, tiếp tục mình xem công tắc truyền mạch bên này này. 8V sẵn có này. Hai kênh sẵn có này. Điện đâu ra? Điện đâu ra mà nó cho phép nó cấp này. Đó, vậy là anh chàng nào đã sửa vào nào. Ôi giời, 393 ngoái lung tung hết rồi. Anh thợ nào anh sửa nha. Bây giờ mình sẽ, khi mà có thợ tác động vào sửa sai, bị sai rồi thì mình sẽ đi mình sửa lại về đúng đã. Xong bắt đầu chúng ta mới đi sửa lỗi nhé. Tụ lọc nguồn này thì mình đang thấy là nó không ok, là những con tụ nhôm là mình sẽ thay này. Còn bây giờ là thợ đã làm sai thì mình sẽ sửa về đúng này. Ví dụ ở đây là không được phép ra 5V này, bởi vì chúng ta đã bật tai mic đâu. Nào đã thế thì mình sợ hàng xóm có cái mic nào đang bật đi này. Mình chuyển cái tần số đi. Đây là một cái công đoạn mà các bạn lên bắt chiếc làm theo nhá. Bởi vì đôi khi nhiều bạn mình thử ở đây ngon lành về nhà là các bạn cứ thấy sóng này vụt lên và cột này nó cứ nháy. Nhưng mà thực tế là ông hàng xóm nhà bạn ấy bị cũng dùng cái loại mic này và nó dẫn tới bị như này. Hơn nhất là bây giờ mình sẽ đổi tần số đi này. Mình đổi chuyển sang kênh dễ chuyển. Rồi. Mình thích quản lý kênh hơn là quản lý tần số, bởi vì tần số cái số của nó không cần quan tâm lắm. Mình chuyển về cái 00 này và nó vẫn bị nhá. Cái này mình sẽ chuyển về kênh 199 này, nó vẫn bị nhá. Đó, vậy là anh nào anh ấy xử lý mà bôi cái silicone mà lấy kinh quá. Anh ấy cũng chiết áp này, ngoáy lung tung này, chiết áp 393 ngoáy lung tung này. Dẫn đến là con công tác truyền mạch này đáng nhẽ không được phép có điện. Chip chưa được đóng, chưa có cấp xung đầu tiên thì nó đã cấp ra xung thứ hai, có nghĩa là chưa gì nó đã bật mic rồi. Tức là tay mic không bật mic mà nó đã bật rồi các bạn nhé. Đấy, cái xung đầu tiên là công tác truyền mạch đầu tiên là công tác trên này. Đây này, cái 8V này này. Tức là không được phép bật 8V này mà đã bật 8V sẵn rồi. Đó. Vậy là cái điện 1V2 ở đây này. Đây có 506mm này. Ở đây này, 500mm mà 393 đã cho phép bật rồi. Ai chà. Cũng khó hàn khá nhiều ở trên này rồi. Để mình xem nào. Bây giờ mình sẽ đo điện áp 393, mình hiệu chỉnh cho nó về trạng thái. Cái gì thế này? Con này bị cong đi chứ. Mình cho nó về cái trạng thái ngắt mic nhá.
Ăn chào nào, anh ấy ngoáy chiếc áp lung tung rồi. Nào bây giờ mình đo bên 393 là chiếc, không cần phải chiếc áp, mình đỡ cho đỡ vướng này. Đầu tiên là mình kiểm soát là 393 là 8V3 này. Chân này là chân 1V9, chân so sánh này. 500mm này. 500mm thì 1V9 thì nó phải ngắt chứ. Hay là 393 này cũng tạch rồi. Nào bên này là nguồn vào này, 9V này. Đầu ra 8V3, đầu vào 400mm. Chân so sánh 4V3, đây là chưa gì đã có 4V3 bật mic này. Chưa gì ở 4V3 bật mic này. Con này là con điều khiển xung đưa lên trên khuếch đại qua con này, hồi tiếp của con này. Làm đây cái tô vít phù hợp hơn này. Tô vít này là hơi to. Nào bây giờ mình thử điều chỉnh 393 xem mà thay đổi điện áp nhé. Đó. Có thay đổi điện áp này. Và mình đo chân của micro này. Thì đầu này phải là 0V ra này. Là mình thì ngoáy xem nào. Nó có chuyển đổi trạng thái không. Vậy là không chuyển đổi trạng thái nhé. Và đầu tiên mình sẽ nhấc 393 ra trước này. Nhưng mà làm sao hai con đều bị à? Hay là con công tắc truyền mạch nó xung ngược điện. 5V này. 1V3 này. 8V3 này. Nó ra sẵn 8V rồi. Không thể nào một lúc hai thằng nó ra sẵn được. Vậy là bây giờ mình sẽ nhấc 4066 ra. Cái gì chung mình làm trước. Bởi vì không thể nào hai con 393 cũng chết một lúc được. Cho nên là mình sẽ nhấc 4066 ra. Biết đâu là 4066 này là ông ấy bị dò điện ở bên trong ruột nó và nó xung ngược với 393 thì sao. Đấy. Cho nên là chúng ta nhấc ra thì lát chúng ta hàn lại cũng chả sao đâu. Nhưng mà mình sẽ giải quyết cái chung trước để tách hai bên này ra cho nó không bị nó gọi là bóc tách khối đấy các bạn ạ. Khối bên này và khối bên này, hai bên. Mình sẽ bóc tách ra bằng cách nhấc con chung này ra. Xong rồi đo lại điện áp khi mà tại chân của nó. Nếu mà điện áp lúc đấy mất thì có nghĩa là con này hỏng. Còn nếu mà điện áp mà vẫn còn thì chúng ta bắt đầu đi sửa từng bên một. Để tránh chúng ta bị nhầm lẫn thì chúng ta lên tách khối. Kể cả sửa một chiếc âm ly cũng thế. Nếu mà tự nhiên lại thấy vế to vế nhỏ thì chúng ta đầu tiên chúng ta phải tách khối công suất riêng. Tách khối music riêng. Chúng ta có thể là nếu mà bạn có máy phát xung với cả máy hiện sóng thì các bạn phát xung vào đầu vào công suất mà đo vào hiện sóng ở đầu ra của công suất. Hai bên cân xung, cân tần số các kiểu thì lúc đó công suất ok. Xong rồi bạn đưa xung vào đầu vào của music, cổng AV đầu vào. Xong rồi bạn lấy xung ở đầu ra của music. Bạn đo hai bên cân nhau, xung cân nhau hoặc là ví dụ nó lỗi thì nó sẽ lệch nhau. Đấy là cách mà chúng ta dùng máy hiện sóng thì nó sửa nó nhanh hơn và nó đỡ bị. Ví dụ bạn nào không máy hiện sóng thì để vào loa xong rồi kích choạt 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 choạt. Cái đấy là không có công cụ thôi. Còn có công cụ thì chúng ta lên. Và đây này mình sẽ quan tâm đến 4 con thạch anh mà thợ đã bôi silicone này. Không biết là có nghịch gì vào nó đánh chập hay là bị làm sao không. Rồi mình sẽ nhấc con 4066 này ra trước này. Đầu tiên là những cái gì liên quan đến nhau chúng tách ra cho nó liên quan này. Cái tụ lọc nguồn của 4066 này thì lát chúng ta sẽ phải thay. Tụ gọi là dập tín hiệu mát. Nào, đặt em vào đây. Sao không hát cho người diệt giặc trên cầu, khi bùn lại còn phá sắc áo xanh. Trong khói súng say đành, mắt quầng thâm mất ngủ. Như thế này là nó mất hiển thị rồi đấy các bạn ạ. Nhấc cái này ra là nó mất hiển thị luôn. Nào, mình vào điện chúng ta thử nhá, xem mất hiển thị không. Về lý thuyết là nó mất hiển thị rồi đấy. Về lý thuyết là nó mất hiển thị rồi.
bởi vì nó lấy cái sung sung sóng mang từ trung tần này, nó đưa lên, nó qua một lửa khuếch đại của chân in tạo của 4558 này, xong bắt đầu nó đưa lên trên này, nó đưa vào chân số 1. Bên này là chân số 1, bên này là chân số 13, 14. 2, 4, 6, 7, 7, 14, 13, 12, 11, chân 11. Nó đưa vào chân 11, bên này chân số 1. Và 1 đóng sang 2. Khi mà chúng ta bật mic lên thì có tín hiệu bật mic thì 1 sẽ đóng sang 2. Đó, công tắc của 4066 đóng sang 2. Còn 11 sẽ đóng về 10. Xong rồi chân 10 và chân 10 lối với chân 9. Lối trực tiếp với chân 9. Còn chân 2 lối trực tiếp với chân 3. Nào bây giờ mình sẽ đo nhé. Xem hiện tại 4066 nó có nguồn không. Đương nhiên này, con này phải không được có nguồn này. 4V, vẫn có 5V là chip đưa ra, bó tay. Chưa có sung, chưa có sung điều khiển sung đưa về 393, 393 quay ngược trở lại chip. Vậy là 393 đã có điện sẵn rồi, đã có 8V sẵn rồi này. Vậy là đây đã có 8V sẵn rồi này, bó tay. 8V sẵn rồi này. Vậy là 393. Nào để xem nào, tất cả chiếc áp mình cho về giữa hết đi. Tất cả chiếc áp mình cho về giữa hết đi. Nói chung là mình cho nó về zin đã. Khi mà thợ đã tác động vào rồi thì mình cứ cho nó về về cái trạng thái mà ok nhất đi. Ai à, còn chiếc áp này. Chiếc áp này khá là đặc biệt. Ngay bản thân cái tô vít mình cũng phải lựa chọn đúng tô vít chứ không ngoáy bừa. Rồi, giữa rồi. Cái này cũng chỉnh về giữa đi. Đây là hồi tiếp của em khối đại sung của bên này. Một cái sự vô lý là ai chà. Một cái sự vô lý là cái bên này này. Chúng ta chưa đấu bật mic mà nó đã sung nó đã lên mở cho bên này rồi. Và cái thứ hai nữa là chúng đã 4066 chưa đóng từ bên này sang này mà nó đã mở cho sung này mở rồi, con chip này đã bật mở cho điện lên đây rồi, 5V rồi. Nó hai cái sự vô lý đó. Nào bây giờ mình sẽ nhấc tiếp một con 393 bên trái này ra. Bây giờ là mình đang loại trừ các cái lớn đã, mình nhấc ra chứ mình chưa thay các bạn nhé. Mình nhấc ra xem là điện áp từ có phải từ IC ra không. Nói chung linh kiện xung quanh thì nó có khi nó chết mà nó sinh ra cái lỗi đó. Nhưng mà về mặt điện áp mình đo tại 393 là mình thấy có sự vô lý về mặt điện áp rồi. Có nghĩa là 393 này nó đang không chuyển trạng thái đúng quy trình. Không chuyển trạng thái đúng nguyên tắc của nó. Vào thấp, vào dương thấp hơn vào âm mà nó lại ra được điện áp dương thì nó đang 393 đang có vấn đề. Cái chân 1V9 đó, 1V3 mà chúng ta vừa điều chỉnh chiết áp được ấy, là cái chân đó mà nó là chân cố định. Còn khi bật mic lên thì nó sẽ điện áp nó sẽ dâng lên. Điện áp chân không phải mấy trăm mini đó nó dâng lên. Nó dâng lên bao giờ vượt qua cái 1V9 đấy, 1V3 đó thì chúng ta thì nó mới đưa xung ra để cho basically bật mở của công tắc truyền mạch. Nó đưa ra 8V, nhưng mà hiện tại bây giờ là chưa có bật mở, nó đã phang 8V ra rồi. Cái điện ở đâu ra, lý do vì sao lại có điện đó. Nào, bây giờ tháo em ấy ra rồi thì em ấy có ra điện nữa không? 8V, 6V 3, tuyệt vời, 1V 9, rồi, chuẩn rồi nhá. 6V 3 này là cái gì? Là cái điện áp mà từ nó có một con trở đưa từ trên này xuống vào cái đầu ra này.
khi mà điện áp đảo thì nó sẽ ngắt cái điện áp đó đi. Xem con này về trạng thái có đúng thế không. Nào mình cho linh kiện thay ra vào cái khay của nó này. Nào xem có con chờ định thiên xuống cho 6V3 cho vào nguồn không nào. Đúng rồi. Một con 10K vào chân số 1, sau đó nhảy từ chân số 1 sang chân số 3 bằng một con điện trở tiếp, mà từ con số 3 đấy lại nhảy xuống mát và một con điện trở tiếp. Đó, tức là nó có chuỗi các bạn nhá. Vậy là 6V3 đấy là đúng rồi. Đây là từ đây, từ nguồn dương đưa qua một con trở xuống chân số 1, đưa qua con trở thứ 2 xuống chân số 3 và đưa qua một con trở thứ 3 xuống chân số 4. Rồi, vậy về 6V3 là đúng rồi. Nào mình theo đo tiếp các chân còn lại nào. Chân bên này là chân đầu ra của chân số cấp nguồn này. Chân đầu ra tiếp 6V3 chuẩn rồi. 0V này. 4V3 là một chân bật mic này. Sao lại bật mic mà nó đã 4V3 rồi. Để mình set tay mic xem nó đổi trạng thái không nào. Chưa bật mic đã 4V3 rồi. Nào mình set về kênh số 1 nha. Rồi đã nhận. Có nhận đâu. Ô mắt IR có vấn đề à. Rồi đã nhận. Mình chỉ quan tâm là nhận này. RF đã vọt lên rồi này. Có nghĩa là cái lệnh mở nguồn đã, lệnh mở micro đã lên này. Bây giờ vẫn 4V3 này. Mình tắt đi này. Tắt đi là cái này phải mất này. Và cái này vẫn đang bật này. Và mình đo tại đây nhá, điểm này nhá. Điểm này là công tắc chuyển để điện áp được chuyển trạng thái để mở bật tắt bắt tay mic để cái xung đưa về đây là cái điện áp đưa về đây để khi chúng ta bật mic thì cái ở đây là điện áp dâng lên trên 1V thì cái chip này sẽ hiểu là đã bật mic, đã bật tay mic đấy. Các bạn thấy không, nó vọt lên tận 2V8 không? Thì lúc này ở trên này nó sẽ đổi trạng thái 2V8 đó, các bạn thấy không? Vậy chúng ta tắt tay mic đi thì nó sẽ tụt về 4V84 đó. Thì nếu mà 393 chỉ khi nào con này lên dâng lên 2V8 thì nó mới ra điện áp cho vòng để về đằng sau. Còn nếu không thì nó sẽ phải tắt điện áp đi. Nào, bây giờ nếu mà mình đang quan tâm đến là cái tay tắt tay mic đi mà nó vẫn ra xung này, 5V đây này, không hiểu sao, lý do sao. Mình sẽ sửa từng bên một nhá. Mình sẽ thay cái gì đây. Rồi mình sẽ thay con 393 này trước này. Mọi thứ xung quanh nó ok thì mình sẽ thay thử nó trước nhá. Nói chung là khay xe micro đấy. Nói chung là cái IC thì nó ít chết lắm. Thật sự ít chết mà không thể nào nó chết hai con 393 hai bên được. Nó phải có lý do gì khác, mình đoán thế. Chứ chưa chắc là 393. Nhưng mà mình cứ thay thử xem sao. Nào để vào đây cho đỡ lắm nào. Chân số 1 ở trên này. Rồi, để mình hàn nó vào đã nhá. Rồi các bạn ơi, mình vừa mới lắp em cháu vào rồi này. Cọ nó đi một chút. Nếu mà nó chết 393 thì công nhận là một sự vô lý không hề nhẹ. Không thể nào cả hai bên cùng chết một lúc, hai con 393 được. Hoặc là có thể là thợ làm cái gì đó dẫn đến là nó hy sinh. Chứ để mà một phát chết hai con 393 thì thật sự là lạ đấy. Nào lên nguồn này. Bây giờ chúng ta vẫn đang chưa bật tay mic nhá. Xung thì vẫn chưa có này. Nào bây giờ mình sẽ đo chân số 2 là chân so sánh trước này. 1V9 này. Chân số 3 là chân bật mic này. Thì nó vẫn đang ở 500 nhá. Và chân số 1 sẽ không được có điện áp. Đó. Và bây giờ mình sẽ khi mình bật tay mic lên. Bắt đầu nó mới chuyển trạng thái chân số 1 này. Các bạn thấy không? 6V4, nó không thể lên đến tận 8V được. Tức là nó như kiểu là nó là một cái công tắc chuyển trạng thái. Khi mà nó chúng ta tắt mic đi thì là chân vào âm mà nó cao hơn chân vào dương.
thì có nghĩa là nó chập cái chân da xuống mát, giảm định thiên chân da xuống mát, xuống thấp hơn. Và khi chúng ta bật chân số 3 mà tăng lên điện áp cao hơn chân âm thì nó sẽ nhả ra, nó không chập nữa. Thì tự nhiên là cái điện áp định thiên qua con chờ đầu tiên này nó sẽ đưa, chính là cái con mà nó đưa điện áp ra các bạn nhé. Đó, cho nên chúng ta bật tay mic nó phải chuyển trạng thái được trạng thái như này này. Đó, thì cái chân 6V4 này nó sẽ chuyển sang bên này, nó chuyển sang trạng thái bên này. Nếu không nhầm thì chân số 3, số lấy mà 1, 2, 3, 4, 5, 6, chân số 6 thì phải. Nó sẽ phải tăng lên này. Tắt đi này. Off này. Chân cuối cùng là chân 4V3 này này. Nếu mà trạng thái bật tắt nó phải thay đổi cơ. Nhưng hiện tại là 4V3 này không thay đổi này. Nào tiếp tục mình đo chân đầu ra của bên này xem nào. 0.46 này, nó phải có thay đổi nhá. Bật lên này. Có thay đổi này. Nào chân số 7, chân số 6. 6 là 0V. Chân số 5, 4V3. Vậy là 4V3 này nó là xung các bạn nhá. Chân số 4. Tắt này, chân này sao không có tác dụng gì này. On này, không có tác dụng gì này. Vậy là chân này nó chỉ có sung thôi. Một số mic thì nó sẽ dùng điện áp, còn một số mic cũng là số 8 thôi, nên nó dùng bằng sung. Có nghĩa là con này ra lệnh 6V ra cho công tác truyền mạch này. Đồng thời là cái khuếch đại thứ hai này nó sẽ đưa xung lên trên này để nó mở công tắc này, đưa tín hiệu 6V4 về đây các bạn nhé. Nào bây giờ chúng ta đo công tắc truyền mạch bên này xem bên nào có điện, bên nào mất điện nhé. Đây, chân số 13 là đã mất rồi nhé. Bật tay mic lên, chân số 13 phải bật lên này. Đó, đã cấp nguồn để cho bật công tắc truyền mạch đã lên nhé. Tụ lọc nguồn kém này, nó phải bằng lửa nguồn. Có nghĩa sao là ở đây là 9V thì nó phải chia đôi là 4V rưỡi. Lọc mắt ảo ở đây có bị không? Đây 4V2 còn chấp nhận được. Đây, nó phải 4V rưỡi như này mới ok này. Con này cũng phải 4V rưỡi, con này 3V4 cũng đang bị hỏng này. Nói chung là tụ của UX8 này mình sẽ thay hết tụ nhôm này thành tụ gốm các bạn nhé. Đầu tiên là giải quyết được em ba này bên này rồi. Là bây giờ đến lượt em bên này. Em bên này chưa bật tay mic. Nó lại là bên này ngược lại à. Nào thế thì ngược lại thì bên này phải là nguồn 9V. Tức là IC cắm đầu xuống này. Vô lý nhỉ, chết nút hai con 393 thì vô lý quá nhỉ. 1V6 này, đầu vào này. 480 nhá. Bây giờ mình set tay mic sang bên này. Để chúng ta chuyển trạng thái xem nó thế nào. Rồi, nó vẫn báo mute thì đương nhiên rồi, chúng ta tháo công tắc truyền mạch thì nó báo mute rồi. Đây, 1V6 này, chân so sánh đâu à. 8V3 này, chân cuối, chân số 3 này, 2V8 các bạn thấy không. Đây chúng ta tắt đi. Tắt đi là nó mất 2V8 này. Đó, thì khi mà nó mất 2V8 thì đầu ra 8V3 này phải mất đi. Nhưng mà đúng của nó chỉ có 6V3 thôi. Tiếp tục mình thay con 393 này tiếp. Bởi vì 393 thực sự là nó không ra điện mà nó là cái công tắc chập đất, định thiên về đất. Có những cái người ta thiết kế là ra điện nhưng mà ở cái máy này thì là người ta thiết kế là dùng chờ định thiên từ bên ngoài sẵn rồi, cho nên là nó không phải xuất điện từ trong IC ra mà nó sẽ chỉ có dập đất thôi. Nào mình thay nút 393. Không có lý nào hai con 393 hy sinh một lúc thì vô lý quá nhỉ. Hiếm đấy. Thật sự là hiếm đấy. Mình nhổ ra, mình thay 393 xong mình quay tiếp video nhá. Rồi mình vừa thay xong 393 bên này rồi. Đây, hôm vừa rồi mình mua cái led này trên Shopee này. Phê luôn các bạn ạ. Chịu điện áp 347 và đúng pin 18650 chạy điện áp rồi. Và nó sáng.
Trước là thì đi lấy mua led về hàn nhưng mà không ăn thua. Thấy bên trên này bán thanh led này hay quá. Mua luôn. Có mười mấy nghìn một thanh thôi. Mỗi tội là mua Shopee thì chờ hơi lâu. Các bạn đợi cho nó nguội một chút xíu, nó vừa nóng. Nói chung IC khò thì nó mới nóng. Đây mình hàn bằng ấy thôi. Tay mic đang tắt nhá. Nào chúng ta tiếp tục, chúng ta chuyển kiểm tra trạng thái. Đo luôn đầu ra thì nào. 6V 3 thì ok luôn này. Đang mất này. Các bạn thấy không? Vậy là ok nhá. 6V 3 khi chúng ta bật mic nhá. Đây. À, chân so sánh này, 6V 6. Chân bật mic 400 mini. Đây, bật mic lên này, chuyển trạng thái. Và chân đầu ra, ra 6V 4, ok nha. Nào, à, thì công tắc chân số 14, 13, 12 nó sẽ phải là 6V 4. Và khi chúng ta tắt tay mic, nó phải mất. Mất đi cưng. Đó, vậy là hai cái 8V ở đây là mất, đã mất rồi nha các bạn nha. Xong một bệnh nha. Nào, khi mà bên này mất rồi thì bên này có mất nguồn theo không? Cái sung này nó sẽ đưa về chip, đưa sung âm thanh về chip. Đó, đây là cái chân này đang vẫn có dao động gì này. Nên là không được phép này. Chân này nó không vô luôn, còn chân này đang có dao động gì này. Liệu có chăng là sung nó vẫn đưa sang không? Nhưng mà bên này con tụ này nó đang... con tụ này này. Nó đang bị mất nguồn các bạn ạ. Đây nhá, mình đo chân cuối này, 9V này. Thì con tụ này nó phải một nửa nguồn, nhưng mà hiện tại nó đang được có 300 mini thôi. Vậy là cái con tụ này nó không đưa được cái sung. Không đưa được cái sung xuống xuống mát. Đây mình vẽ cái sơ đồ của 4066 cho các bạn xem này, nó là như thế này. Mình nó là có hai công tắc chuyển, tức là mình vẽ một vế thôi nhá, hai công tắc chuyển. Và một cái chân gọi là để bật, mình vẽ vào giữa này. Đây công tắc thứ hai này, đó. Đây là chân để bật này. Một chân bật bên này và một chân bật bên này. Đây là sung này, là sóng mang nhá. Sóng mang là mình ghi chữ M đi. Thì đưa sang đây, đây đưa lối trực tiếp vào đây. Còn đây là sóng âm thanh, nó sẽ đi vào qua lối này. À, lối này nó sẽ là đường out ra. OUT. Đó. Khi chúng ta bật mic đầu tiên thì ba cái điện áp 1V mấy đấy, 2V 8 đấy, nó đưa lên đây, nó bật ra 6V 3 thì cái 6V 3 nó nằm ở đây. Con này sẽ đồng độc mở cho con này. Đó. Và ở chân này nó sẽ có con điện trở 100K lối vào chung này. Ở chân này nó có con điện trở 100K lối chung này. Chân này nó có con điện trở 100K lối vào chung vào cái điểm này. Và tại điểm này chung này nó sẽ có một con tụ, chính là con tụ chúng ta vừa đo đấy, lối mát. Và ở đây nó sẽ có cái cầu chia điện áp. Có một số máy thì nó dùng là hai con 103. Đây là 103. Và đây một con trở lửa xuống mát 103. Còn tùy vào cái nội trở của mạch, người ta sẽ dùng hai con này, nó phù hợp để làm sao ra cái điện áp ở đây. Ví dụ là 9V nguồn thì đây là 4V rưỡi. Đó. Trong trường hợp mà công tắc này nó đóng vào thì sung nó sẽ đi từ đây thẳng qua đây, đi thẳng qua đây. Và sau khi mà có sung từ đây, bắt đầu nó lấy trích sung từ đây đưa về qua mạch khuếch đại lửa thứ hai của con 458 này, lại đưa lên 393, tiếp tục 393 chuyển trạng thái điện áp, đưa về chip này, chip bắt đầu mới mở, chip đồng ý là có nguồn về đây, bắt đầu mới đưa sung 5V lên để mở công tắc này. 5V là công tắc thứ hai. Thì lúc này bắt đầu mới âm thanh nó bắt đầu mới được đi ra ngoài. Có nghĩa là đầu tiên các bạn bật mic nhưng mà nó mute thì là công tắc này đã bật. Đó, thì nó đưa sang đây mà cái sung này nó về, nó đưa về chip không đạt thì nó báo mute. Còn khi mà đưa về đạt một cái thì nó bỏ cái mute đi và nó cấp 5V, đóng lốt cho tín hiệu âm thanh ra. À, và mình đang bàn đến con tụ này. Và khi ở đây là con 100K, nếu mà công tắc này tức là chưa có sung về, chưa có 6V 3 về, thì con tụ này hỏng chẳng hạn, thì âm thanh nó sẽ chạy qua con này, nó đi qua con này.
đi qua đây, đi qua hai con trở lại nó đi ra ngoài. Đây là tiếng sung sóng mang thì nó sôi xì xì đấy, xì xì đấy. Nó sẽ đi qua đường là hai con trở này, đi qua trở này, đi qua trở này xong rồi đi ra ngoài. Cho nên là có tiếng sôi nền. Lúc này con này nó không dập đất được nữa. Nếu mà khi mà con này hoạt động tốt thì con này nó đưa sung ra đây phát thì là ông này nhồi hết xuống đất luôn. Thì coi như là sóng mang tại đây bị mất hoàn toàn luôn. Đó. Thì lúc đấy nó không chạy ra đây được nữa, bởi vì con 100k này nó sẽ lớn hơn rất nhiều so với nội trợ của con tụ này. Tụ điện nó có nội trợ của tụ điện nhá. Gọi là chờ dung dung kháng à, chờ điện dung à. Thì đấy, thì con tụ này mà hỏng thì bây giờ đầu tiên là mình sẽ phải thay con tụ, thay hết toàn bộ tụ đã để cho nó lọc nguồn tốt đã. Các bạn thấy lúc nãy mình đo con này hỏng này, con này tốt này, con này hỏng này, con này hỏng này, con này hỏng này, hai con này cũng kém này. Và với bộ mic Shure X8 để mà các bạn sửa cho khách thì tùy các bạn, còn sửa cho gia đình các bạn thì mình khuyên các bạn lên tất cả những cái toàn tụ nhôm ở đây này, trong khu vực ô vuông giữa này, các bạn thay hết cho mình. Nếu mà bạn nào mà hiểu biết, các bạn có thể thay 220 cho những con tụ lọc mắt ảo, là những con chân số 3, số 5 của 4558. Còn con tụ ví dụ con này nữa là cũng là 220. Còn nếu mà bạn nào không biết những con tụ ngoài con tụ mặc mắt nào, các bạn thì có thể dùng 4,7mm, 10mm hoặc là các bạn thay tất cả 22mm cũng chả sao cả. Còn nếu bạn nào mà không biết thì bạn cứ như mình bảo đấy, 4,7mm tất mà hoặc là 22mm tất hoặc là 10mm tất nó cũng chả ảnh hưởng gì đến mạch đâu. Bởi vì cái con tụ là liên quan đến chất âm ấy, chất âm, chất lượng âm thanh ấy, thì người ta đã đặt làm hai con tụ gọi là tantalum màu vàng đây rồi. Cho nên là các bạn không, trừ khi là các bạn không nhìn thấy hai con tantalum màu vàng mà nó là hai con tụ 1mm thì các bạn phải thay đúng 1mm rồi, còn đâu tất cả những con này các bạn thay chung được hết các bạn nhá. Rồi bây giờ mình đi mình thay toàn bộ tụ đã. Sau khi thay toàn bộ tụ chúng ta quay lại, chúng ta đóng 4566 vào các bạn nhá. Ok. Các bạn ơi, đang đo tụ để đánh dấu những con nào 8V là mình không thay, thì mình phát hiện ra con này có một điều rất đặc biệt. Đây các bạn nha. Con này là con lọc mắt ảo chân số 2, gọi là hồi tiếp âm chân số 2 của con 4558 này. Nhưng mà nó đang bị hiện tượng này này. Các bạn nhìn nhá. 7V. Trong khi đó con bên này 4V. Đúng của nó phải là 4,5V. Và 4558 này, chân số 1 8V, chân số 2 8V, chân số 3 0,8V, chân số 4 0V, chân số 7 8V. Vậy là cái 4558 này có vấn đề nhá. Đó. Bây giờ mình chưa cần quan tâm còn lấy vội, mà bây giờ mình đi mình thay tụ đã. Ok. Tháo đến đây mình lại phải quay. Con tụ này thực tế là nó không bị hỏng, mà là do thợ làm bong mạch các bạn này. Thợ làm bong mạch. Đây con tụ nhấc lên. Con tụ nhấc lên nó không bị mạch dính theo nhé. Nhưng mà hiện tại là mạch ở dưới này này, mất miếng mạch luôn. Khả năng anh thợ nào anh ấy làm bong mạch này, mất miếng mạch luôn. Đó, mất luôn cái lối, bảo sao con tụ này không có điện áp và cũng không có sung, không dập sung. Đó, vậy là anh nào anh làm mất cái chân dương. Và bây giờ mình phải đi kiểm tra mạch xem thế nào để mình hàn nó lại cho nó về cho chuẩn nhá các bạn nhá. Gọi là đi sửa lỗi của thợ đây. Ok. Đấy, gặp lỗi ở đâu là mình quay video ở đây tiếp. Rồi các bạn ơi, hết 27 con tụ các bạn nhé. Sẽ có một số bạn sẽ hỏi là tại sao mà phải thay nhiều tụ như đến như vậy. Thì những cái bạn xem kênh của mình thường xuyên thì sẽ hiểu lý do của mình. Nhưng mà có thể những người bạn mới thì sẽ phải hiểu. Bởi vì mình làm thì mình quan tâm đến cái việc mà khách sử dụng nó lâu dài, nó không bị hỏng trở lại. Cho nên là khi một con tụ, một lô tụ nó bị lỗi nhiều như vậy rồi thì chúng ta lên thay hết những cái con tụ đó.
và những cái tụ nhôm này là những cái tụ nó hay bị suy hao và nó dẫn đến nó khô và nó lọc nguồn kém, và chúng ta thay bằng con tụ gọi là tụ gốm này thì nó sẽ không bị suy hao. Đây 1206 4,7 mui 50 vôn. Cái này thì nó sẽ rất là ok. 1206 22 mi 25 vôn. Con này sẽ mình lắp cho những con tụ lọc mặt ảo, tổng cộng là 7 con. Còn con này là những con còn lại 4,70. Mà mình sẽ đi mình hàn. Còn yếu tố gì mình đang định trao đổi tự nhiên mình quên nhỉ. Rồi ok, để mình đi hàn tụ lại đã nhá. Rồi các bạn ơi, mình thay tụ xong rồi. Và nguyên nhân của con tụ bên này nhá, mình chia sẻ cho các bạn là bệnh tại sao mà cả hai vế cùng lên sóng AF cao vọt thế. Là như thế này. Con tụ bên này thì nó bị đứt cái mát này. Đứt cái mát này thì coi như là con này không xả được sung thì nó lại vẫn đi ra. Còn con tụ bên này nó đứt nhá, nó đứt ở đây một phát này, tức là cái cầu 3 chữ T này. Từ cái mạch này ra đây, cái điểm chung này đứt với cả tụ này. Đầu tụ lối mát nhưng đầu này không lối cái gì cả này. Và chọn đoạn này dương B cộng này vào đứt ở đây này. Và đây cũng đứt ở đây này, tức là cả cái chỗ này nó đứt luôn này. Chữ T đây này. Đó. Cho nên là khi cái T này đứt rồi thì cái sung nó vẫn đi qua đây. Đó, cho nên cả hai bên cùng hiển thị là vì thế. Đấy là nguyên nhân, lý do vì sao nó hiển thị cả hai bên. Và sau khi thay tụ rồi thì mình sẽ phải đo lại nguồn xem là tụ nó có bị giò không, bị chạm không. Để mình tắt cái quạt để đỡ ù nhé. Vừa hàn tụ cho nên, hàn nhiều tụ cho nên sợ cái khói hơi, khói hàn nha. Mình phải thay bật cái quạt lên cho nó an toàn, nó bớt bay bớt mùi đi. Làm nghề này nó gọi là các cụ bảo sinh nghề tử nghiệp các bạn ạ. Hít khói hàn suốt ngày. Nhưng mà vẫn chưa ăn thua bằng ngày trước mình sản xuất âm ly cơ. Một ngày hàn đến cả nghìn mối hàn. Chục nghìn mối hàn một ngày. Nó còn nhiều hơn nhiều. Nào, mắt ảo ở đây này. 4 môn rưỡi đẹp này. 4 môn 36. Nào, mình đo lại chân số 1. Đấy, con này lát chúng ta sẽ phải kiểm tra này. Con 458 này. Một là nó mất hồi tiếp. Liệu con thang con chiếc áp này nó hỏng này. Nhưng mà mình đo chân số 7 này. 4-3 này, 4-3 này, 4-38 này, ok này. Vậy là con này đang mình quan ngại nó mất hồi tiếp hoặc là mất định thiên chân số 5. Đây là 8-4 này. Nào mình thử quay chiếc áp vào xem nào. Con này là con hồi tiếp này. Ây da, sao chiếc áp này cắt cứng rồi. Ô, không ngoáy được các bạn ạ. Khả năng phải thay con chiếc áp này rồi, cắt cứng luôn. Nào, này con tôi bị to hơn nhà ngoài rồi này. Con chia áp này hỏng rồi. Nó mất hồi tiếp thì đương nhiên nó ra 8V rồi. Em ơi chạy đi. Ai dạ. Ô, con chia áp này không vặn được. Thay rồi. Đấy, con này mà mất hồi tiếp là ra 8V chân số 1 nhá. Nào, tiếp tục mình đo con này này. 4,5V đẹp này. Khi mà chúng ta câu vào rồi thì nó sẽ ra 4,5V này. Câu 3 đường này. Mình đo tại chân đi. Chân in to khi mà chân điện trở khi mà không có IC nó sẽ có điện áp đủ 4,5V này. Mắt ảo ở đây này. Mắt ảo bên này này. 4,5V vào tín hiệu lên này. Và đây là 1,8 này. 1,8 này. Hai con này cũng 1,8 này. Đối xứng mà. Con này 3,4 này. Đâu rồi, còn một, có một con 3,4 đâu. Con này 1,8 tiếp này. Nó 3,4 này. 1,8 này. Còn 4,5 này. 4,5 này. Bên này 4,5 ở ngoài này cơ. Con này cũng phải 4,5 này. Đó. Đầu ra không được phép có điện này. Nếu mà đầu ra có điện là không ok nhá. Nào mình cắm vào đầu ra cái này. Đó, đầu ra của con này là không được phép có điện áp nhá. Đó, đây là 4,5 này. Đầu ra mà còn điện áp là khi chúng ta bật phát nó xoạt xoạt ra loa. Chân volume là không có điện áp này.
Con thiên nam như này đang có vấn đề này. 4 con 3 này, con nào dò ra này. Chân volume phải không được có điện áp nhá. Làm mình cắm volume nào xem nào. Khi mà chống định thiên thì nó sẽ đương nhiên là ra nguồn xem nào. Đó, thấy chưa, hết luôn. Khi mà nó có định thiên là nó mất nguồn luôn. Nào con này 4 con 4 này, chúng ta lắp định thiên vào này. Như kiểu con tụ lúc đầu nó dẫn, nó dẫn qua xong rồi nếu mà không có định thiên thì nó cứ đứng ở đấy, nó chờ ở đấy. Bao giờ có chạy thì nó bắt đầu mới xả điện các bạn nhé. Vậy là phần nguồn là ok rồi. À, chúng ta tiếp tục đi tiếp vào con 4066 chứ. Nào bây giờ là chúng ta sẽ đo điện ở đây này. Các bạn này, lúc cái chân mà lúc nãy nhấp nháy này, bây giờ là về không rồi nhá. Tiếp tục cần thứ hai về không rồi nhá. Tức là khi mà mắt ảo khoa học không hết thì cái xung nhiễu nó từ đi qua con 104 nó chạy sang mà nó vẫn cứ phát xung cho con này. Thì nó vẫn cứ báo là có xung thì nó vẫn cứ bật mở. Nào bây giờ là 5V là tắt hết cả hai bên rồi này, 6V 3 bên này cũng tắt rồi này. Nào bây giờ là chúng ta đi hàn 4066 vào. Ok. Đấy, mình sẽ làm theo thứ tự từ đầu đến cuối để cho các bạn mới học sửa micro các bạn có thể là làm theo được. Nào, mình hàn 4066 vào các bạn nhé. Nào các bạn ơi, mình hàn 4066 vào rồi. Nào bây giờ chúng ta test thử xem lệnh mở 4066 khi âm thanh nó có ra như nào nhé. À, bây giờ mình cứ đo điện trước đi. Nào, bật tay mic lên này. Nó đang ở 199 này. Thì 4066 là kênh bên này này. Đó, 6V 4 ra này. Và khi tay mic ok thì nó sẽ phát 5V ra bên này này. À, nếu mà nó vẫn mute như thế này nhá. À, chúng ta chưa thay cái chiếc áp này. Nào, bây giờ chúng ta sẽ set nó sang bên này đi. Lại bỏ con này đã. Đã hết mute các bạn nhá. Alo. Đó, xung ra tốt rồi nhá. Mình muốn đo để các bạn xem được này. Chân số 14, 13 là của bên trái phải này. Chân số 12 là của bên trái này. Đâu rồi? 12 đâu rồi? 6V đâu rồi? Chúng ta bật rồi mà. Vậy là 13 là của bên trái. 13 của bên trái. Và chân số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chân số 5. Chân số 5 là của bên trái. Tắt đi này. Mất xung này. Đó. Tức là nếu mà khi mà nó báo mute, có nghĩa là cái mất cái 5V này. Có nghĩa là khi cái xung sóng mang nó đưa qua công tắc thứ nhất, 6V 4 bật rồi và đưa qua công tắc thứ nhất, nó đưa xung về và nó khuếch đại bằng con IC một lửa còn lại con IC này. Sau rồi nó đưa lên 393 để so sánh xung, lấy xung bên kia bật bên này. Xong rồi quay ngược trở lại, nó đưa vào chip. Chip bắt đầu mới nhả 5V ra để đóng cho điện cho cái này. Còn cái con IC này là con IC khuếch đại để hiển thị cái rung của AF này. Qua hai con chân in to này. Đó. Hiện tại bây giờ là về bên này alo được rồi này. Alo. Còn về bên này thì nó đang 8V ở đây thì chúng ta phải sửa cái 8V này trước này. Đó. Bây giờ mình sẽ đi mình sửa 8V trước nhá. Bây giờ đầu tiên mình thay cái chiếc áp này đã. Chiếc áp này chết cứng rồi, không vặn được. Con này là con 103. Con 10 à 102 á. Chiếc áp 102, con này là con sẽ hồi tiếp về có 102 rồi à. Ok, mình thay con 102 các bạn nhé. Các bạn ơi, mình xem cái chiếc áp thì mình thấy là nó không phải là con hồi tiếp. Nhưng mà mình sẽ đặt câu hỏi hồi tiếp nó là con nào. Và mình nhìn chi tiết thì nó là hồi tiếp bằng con này. Nhưng mà hồi tiếp bằng con 100K. Nhưng mà có một cái điều đây này các bạn này. Các bạn nhìn thấy điều đặc biệt không? Cái này thì đành chịu này. Đấy, mình chỉ cho các bạn nhìn thấy con trở này nó nhảy ra khỏi mạch không? Mình nhổ con chiếc áp ở đây ra xong thì bắt đầu mình nhìn vào con này không phải hồi tiếp. Con này nó song song để nó chỉnh cái độ lớn của nội trở đầu ra thôi. Nhưng mà
Hồi tiếp đây là 100k, nhưng mà chân số 5 này đang không có điện áp, mà hai chân này 8V, thì con này mất điện áp mắt ảo. Thì hóa ra là anh nào anh làm cho một con điện trở bay đi này. Đó, bỏ tay, bây giờ mình đi mình han con 100k đấy vào nhé. Và không hiểu lý do vì sao mà lại con đấy lại ra 8V. Lúc chúng ta tháo tụ để chúng ta kiểm tra thì con này đã bị 8V sẵn rồi. Đó. Và bây giờ mình sẽ đi mình hàn con chờ nó lại xem nó có hết bệnh không nhá. Đây các bạn ơi, mình cũng chưa hàn chiếc áp lạo luôn này. Và mình hàn sau khi mình hàn con chờ vào phát lên luôn này, 4,5V. 4,5V và nó có định thiên 4,5V ở chân số 3. Thì hai chân còn lại nó mới ra được điện áp chuẩn 4,5V các bạn nhá. Vậy là anh nào anh ấy lại làm hỏng lốt cả cái tụt lốt con chờ này nữa. Thêm một bệnh nữa nhá. Đây là gọi là thừa sửa lại của thợ thôi. Nào, chiếc áp VR102. Ok, mình không thiếu 102, 103, 104 có tất các bạn ạ. Con này là con hiệu chỉnh cái độ lớn xung để đưa về 393, để 393 oánh ngược trở xuống là đây 103. Ok, để mình lắp con chia đáp vào nhá. Nào các bạn ơi, mình hàn chia đáp 102 vào giờ này. Và mình cũng để một lửa chia đáp này. Quan điểm của mình cứ thích để một lửa. Chia đáp volume cũng một lửa, mà chia đáp đưa sung về cũng một lửa. 393 cũng đem lửa. Tớ cứ thích đem lửa đấy. Nào bây giờ chúng ta, cái mic bên này nó không bị 8V nữa rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ test thử xem. Nào mình nhắc đầu thu lên như này cho nó dễ này. Kênh 199 nhá, kênh bên này thì ok rồi này. Alo, alo 1 2. Làm mình set xem bên này. Đã hết bút tè nhá. Alo, alo 1 2. Nói chung là sửa micro xua này thì nó cũng không có gì là phức tạp. Cho nên là các bạn chỉ cần cứ xem video của mình mà các bạn làm theo này, các bạn sửa được tất. Bởi vì mình chả giấu giếm chứ gì. Những cái gì nó ghê gớm, nó phức tạp, nó như kiểu là thiết bị khoa học kỹ thuật, nó có những cái gọi là máy tiền tỷ thì đã đành, mấy trăm nghìn này thì giấu làm cái gì. Bây giờ này tự nhiên lại giấu xong bắt đầu ngập đầu trong việc. Sửa không hết, bây giờ còn chưa giấu mà còn đang sửa không hết việc. Khách hàng ới loạn xị ngậu lên này. Nào, bây giờ chúng ta sẽ tắt tay mic đi để xem còn sôi lên không nhá. Nó sẽ có hai trường hợp, nếu mà chúng ta, nếu 4558 nó tụ thì chúng ta thay rồi, tụ hỏng thì nó sôi nền, nó chúng ta thay rồi. Và nếu mà 4558 mà nó hỏng nó cũng sinh ra sôi nền, và khi chúng ta thay tụ tiếp âm thì nó tiếng nó sẽ to lên. Và tiếng nó sẽ to lên thì có thể sôi nền sẽ to hơn. Và bây giờ mình sẽ bật âm ly lên và chúng ta xem nó có tiếng sôi lên không nhá. Và trường hợp 2 là trường hợp hết sạch sôi lên. Nào mình lên tiếng mic này. Im phăng phắc. Nào mình lên volume nhá. Hết cỡ luôn này. Im phăng phắc. Nào. Bật tay lên này. Không có tiếng ục ra loa nhá. Tay bên này đã lên này. Alo, 567-897. Tôi đứng bên này, sống bên kia vùng nửa khói. Alo. Sao mic này khá to các bạn ạ. Mình mới vặn có khoảng 10 giờ đây, đã rất là to rồi. Khả năng là cái tay này cũng đã bị vặn volume lên rồi. Nhưng mà bác ấy gửi một tay như này thì khả năng mình sẽ không ngoáy gì trên tay nữa. Bởi vì nếu mà bác gửi cả đôi ấy, thì mình sẽ so sánh được là sóng của hai tay này, so sánh được điện áp gọi là
biên độ âm thanh của hai tay này, so sánh chất âm của hai tay này, và hai cái coi chập vào nhau nó có bị hút mic không này. Khi mà các bạn gửi cả bộ là các bạn sướng ở chỗ đấy, là được mình kiểm tra tất. Còn các bạn gửi một tay như này thì ví dụ cái tay kia với tay này tiếng cái bên to bên bé chẳng hạn là các bạn không được hiệu chỉnh. Các bạn ví dụ cái này mà nó bị to hơn bên kia, hoặc là cái kia to hơn cái này, là các bạn không được so sánh. Và khi mà set vào đầu thu này, lúc đấy các bạn lại phải vặn volume bên to bên nhỏ, hoặc là cái chất âm, ví dụ cái này tối tiếng hơn cái kia sáng tiếng hơn cái này chẳng hạn. Thế thì mình, nếu mà khi mình so sánh mình nhìn thấy lỗi thì mình sửa cho các bạn. Và đương nhiên là mình sẽ không tính thêm phí, các bạn đừng lo phí. Bởi vì là quan điểm của mình là vì khách hàng, chứ mình không đến nỗi mà những cái nhỏ nhỏ đấy mà mình tính phí. Đây mình đang thấy bên này đang hơi chập chờn mute này, khi mà mình tóm vào cái tay này đang thấy có hơi chập chờn mute. Nếu mà khi nó chập chờn mute như này nhé, các bạn vặn cho mình cái chiếc áp mà chúng ta vừa thay 102 để lên. Cái đấy là cái mà sung nó đưa về 393 để nó bật mở. Chúng ta vặn nó lên. Đây là mình đang để một lửa để cho nó ấy thôi. Còn các bạn vặn hết cỡ lên chả sao. Chỉ có là khi mà các bạn vặn nhiều quá nhiều ấy, mà cái sung sóng mang nhưng mà chúng ta thay tụ rồi nên chúng ta không phải lo gì cả. Alo. Nếu mà con này vào anten thì nó còn phun sóng mạnh nữa. Alo. Alo, alo, làm 567. 9 giờ rồi. Alo, làm 567. Với cái chất âm như thế này thì mình nghĩ khả năng không phải chỉnh trung tần nữa các bạn nhé. Không phải chỉnh trung tần nữa. Alo. Tôi đứng bên này sắp bên kia vùng nửa khoai. Khi các bạn thay toàn bộ tụ rồi thì cái chất âm của mic nó ra được gần như là gọi là coi như là sản xuất luôn các bạn ạ. Cho nên là tiếng nó hay như lúc bạn mua mới. Đây là bạn thay mới tụ thì là chất âm nó như mới. Còn những cái con mà tụ gốm thì nó không bị suy hao điện trở thì có thể tăng trị số, thì cái đấy thì nó tăng nó không đáng kể. Nó không ảnh hưởng quá nhiều đến chất âm. Nó có ảnh hưởng nhưng mà nó ít lắm. Alo, 567. Vậy là hai đầu thu tiếng cân nhau rồi. Alo, 567, 8, 9, 10. Alo. Nào, mình thử kiểm tra cái sóng của đầu tay này xem nào. Đây là công cụ mình tạo ra để mình kiểm tra sóng trên tay. Cái công cụ này thì mình có chia sẻ trên YouTube sửa chữa đồ điện Dũng Ngân rồi nhé. Nếu bạn nào mà có nhu cầu làm cái bộ này thì các bạn lên YouTube sửa chữa đồ điện Dũng Ngân. Các bạn tìm đến bộ công cụ hỗ trợ sửa chữa micro. Đây, chúng ta để đây thì sóng khỏe hay không là chúng ta biết này. Chúng ta sẽ so sánh nhé. Mình sẽ đưa ra một cái mẫu số chung để so sánh tất cả các bộ mic của Shure X8. Bình thường là chúng ta cặp vào này nó sẽ có 13mV này. Đó. Để bản chất cái bộ này đã phát ra 13mV. Và khi chúng ta đặt tay mic vào, đặt vuông góc với anten nhé. Bởi vì cái luồng xoáy của anten micro là nó như thế này, thì nó quệt qua đây thì nó gậy vào đây thì nó ra. Vậy con này phát sóng rất là khỏe, chế độ 2. Chế độ nào xem nào. 1V này. Chế độ 2 đây. Các bạn thấy khác nhau không? Vậy là chức năng 2 lao ở đây rất tốt nhá. Ok, tay này phát sóng rất là khỏe. Đó. Các bạn gửi cả bộ đến mình, ví dụ như cái tay này được kiểm tra, cái tay kia ở nhà là không được kiểm tra. Một bộ mic mà các bạn giữ một tay ở nhà để làm cái gì? Các bạn gửi cả bộ cho mình kiểm tra cho các bạn chả mất cái gì cả, các bạn được kiểm tra đầy đủ hết. Và đương nhiên rồi, sau khi sửa một thiết bị, Dũng Ngân sẽ dán một cái logo của Dũng Ngân ở trong này. Để làm sao? Để gọi là xác nhận bộ này đã được Dũng Ngân sửa chữa. Hiện tại là cái bộ mic này đang bị mất 3 chân. Và mình cũng sẽ tặng khách hàng 3 cái chân cao su. Có thể là nếu mà độ cao chân nó không bằng nhau mình sẽ thay cả 4 đi.
Ok, để mình lấy cái chân cao su nhé. Đây các bạn ơi, hôm trước mình có nhập Trung Quốc. Đúng là mua Trung Quốc rẻ, cực kỳ rẻ, rẻ hơn rất nhiều so với mua shop Việt Nam. Và cái chân này cao su, mỗi cái chân này nó lại có uy tín ở chỗ là nó có một cái lông đen ở trong này, lông đen inox luôn ở trong này. Và các bạn nhìn cái chân này xinh xinh không? Cái này mà dành cho micro thì quá đẹp luôn. Đó. Và mình sẽ bỏ cái chân này đi, bỏ cái chân này đi. À, chân này là nó ấn vào thôi. Và chúng ta sẽ, cái này mình sẽ bắt bù lông eco cho nó chắc. Cái này là chân, có cái này là ấn vào thôi. Bỏ cái chân này đi. À, ơi mình xin bác cái chân vậy, mình lắp cho bác cái chân khác. Và cái này xem nào, độ sâu này thì mình lấy con mic bé là vừa này. Chuyên mua ốc để phụ vào những cái bộ mic hay là những cái thiết bị mà bị thiếu ốc. Nào xem cái con ốc này có vừa không. À, phục vụ bà con. À, những cái này thì sẽ không phát sinh chi phí. Ô, cái này hơi ngắn. Sẽ lấy con ốc dài như vậy. Cái này nó có mua Trung Quốc nó rẻ mà các bạn ạ. Nó có đắt đâu. Đáng bao tiền. À, chỉ mất công đi mua thôi. Ví dụ, mua ốc này trên chợ rời thì bán rất đắt, nhưng mà lên thuốc Bắc thì bán rất rẻ. Về thuốc Bắc người ta bán bằng cân, còn lên chợ rời thì bán bằng chiếc, đếm từng con. Ok, mình đi mình lắp ở đây. Mình đi mình lắp chân trở lại thôi, là mình đóng gói thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Sẽ chế độ điện đúng ngân, hy vọng mang đến cho các bạn một trải nghiệm video về sửa micro UX8 bị sôi nền cả hai bên. Chính xác ra là thợ sửa lại của lỗi của thợ. Thợ đã sửa nhưng mà chắc là không có kinh nghiệm, thành ra là tự tay bóp. Một không hiểu sao mà hai con 393 chết một lúc. Liệu có chăng là bạn thì kho nóng quá cho nên chết IC không? Thì IC này khó chết hai con một lúc lắm. À, ví dụ các bạn chỉ có chết một con xong bắt đầu các bạn mang đi sửa. À, chứ không thể nào mà chết một lúc hai con như này. Mình thấy vô lý quá. Chỉ sợ bạn này bạn kho nóng quá dẫn đến chết IC rồi. Dũng Ngân luôn đặt mục tiêu vì khách hàng lên hàng đầu các bạn nhé. Nếu mà các bạn cảm thấy không hài lòng gì về Dũng Ngân thì các bạn gửi tin nhắn qua Zalo số điện thoại hotline trên góc phải trên cùng màn hình để chúng tôi sẽ được rút kinh nghiệm. Nếu mà có cái gì mà không hài lòng thì các bạn cứ chia sẻ. Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm và chúng tôi sẽ, ví dụ mà một bộ micro hay một bất kỳ một thiết bị nào sửa xong mà gửi về các bạn, và ví dụ mà nó phát sinh lỗi thì lúc sau là các bạn gửi lại cho chúng tôi và chúng tôi sẽ sửa lại và gửi lại cho các bạn, và lúc đấy phí ship chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm phí ship các bạn nhé. Ok, tuyệt vời. Sửa xong được một thiết bị cho khách hàng, nó hoàn thành, nó sướng lắm các bạn ạ. Ok, chào các bạn nhé.